cho những ai có tinh thần nghèo khó, bởi vì nương trời Chúa ban cho là của họ. Phúc cho những ai chính tâm nhân đức hiền hòa, vì họ sẽ được đất nương luôn làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai sống đau buồn chẳng than khóc, vì họ sẽ được Chúa ban cho niềm vui an. Phúc cho những ai khát khao công chính hòa bình, vì họ sẽ xuống ơn lành nó thờ. Lạy trên Thiên Chúa, con đang lắng tai nghe lời Ngài dạy cho con, tâm mối phụng thần giữa đời. Lạy trên Thiên Chúa, cho con niềm tin tiên vương, chứng nhân tin mừng là đường phúc vinh nương trời. Phúc cho những ai biết hay dù lòng thương xót, vì họ sẽ được Chúa ban cho lòng xót thương. Phúc cho những ai biết luôn luôn sống sạch trong, vì họ sẽ được thấy Chúa nơi cuộc sống này. Lạy trên Thiên Chúa, con đang lắng tai nghe lời Ngài dạy cho con, tâm mối phụng thần giữa đời. Lạy trên Thiên Chúa, thì lòng hãy vui,
sẽ ban thưởng nước trời. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa qua lòng con ước mơ. Với tiếng hát do dựng niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhân, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Dự tiệc thánh, cuộc đời ta nó thỏa hạnh phúc, nguồn bình an tràn chứa đời ta. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Trọng kính Đức Cha Lorenzo, cộng đoàn giáo họ Giáp Ba, giáo xứ Trung Đồng, chúng con rất hân hoan được chào mừng Đức Cha đã về với nhà thờ chúng con. Chúng con có một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Đức Cha. Kính thưa Đức Cha, ít nữa đây Đức Cha sẽ dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa, lòng phép nhà thờ và bàn thờ cho giáo họ chúng con. Chúng con xin Đức Cha cho chúng con mấy lời vợ cho ngày vui đấy. Kính chào giáo xứ, kính chào các cụ, con, các bà, anh chị em. Hôm nay là ngày vui của chúng ta có ngồi thánh đường, chúng ta xây lên để xin Chúa ngự giữa chúng ta. Và chúng ta làm phép xin Chúa thánh hóa ngôi thánh đường này là nhà mà là thánh, có Chúa ở giữa, chúng ta là anh em với nhau. Và chúng ta là con gái của Chúa, của Đức Mẹ. Xin Chúa sai các thiên binh đoàn thiên sứ đến ngự quanh đây để phục vụ Ngài và canh giữ ban bình yên cho chúng ta, và để đón tất cả những phúc lành của Chúa và ngăn cản tất cả những cái gì không may không tốt, để chúng ta xứng đáng là những người con yêu của Chúa, là các thánh tương lai ở trên trời. Đó là điều của chúng ta hy vọng, chúng ta ước muốn. Và hôm nay chúng ta thánh hóa ngôi thánh đường này, chúng ta cùng với cùng cha xứ và cùng đoàn dâng lên Chúa lời ca ngợi, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Và một lần nữa con đại diện cho cộng đoàn cảm ơn Đức Cha. Giờ đây con kính mời Đức Cha vào trong nhà phòng để chuẩn bị cho thánh lễ.
cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, quý khách. Ít phút nữa đây, Đức cha Lorenzo sẽ dâng thánh lễ, làm phép nhà thờ và bàn thờ, để cùng với giáo họ chúng con tạ ơn Thiên Chúa. Trước khi dâng thánh lễ, giờ đây con xin được trân trọng sơ qua ngôi nhà thờ của giáo họ chúng con. Ngôi nhà thờ của giáo họ chúng con được xây dựng từ khởi công cho đến lúc hoàn thành là 1 năm 3 tháng. Chúng con có ngôi nhà thờ dài 29 mét, rộng 9 mét và cao 8 mét rưỡi. Thân nhà thờ tháp cao 27 mét. Với tất cả sự nhiệt tình của bà con ông giáo họ và giáo xứ, chúng con đã được Đức Tổng Giuse cho phép và giúp đỡ chúng con trong công việc xây dựng ngôi nhà thờ này. Hôm nay giáo họ chúng con rất vui mừng được chào đón Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đến để dâng thánh lễ, cầu nguyện và tạ ơn cho chúng con. Giờ đây con xin Đức Cha quản hạt cùng với con lên tháp quan khánh thành ngôi nhà thờ mới của chúng con. Đồng lời nguyện xin cho con dâng muôn ngàn y tình, tình lời tin hay tình cuộc sống cùng hòa chung trong tình hiệp nhất. Nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu, hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, cuộc đời ta nó thỏa hạnh phúc. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô làm dấu chỉ thống khôi và nhớ lại anh
thần để được thánh thầy cùng với được nhà thờ mới này, và nhất là chúng ta phải yêu thương điều này là chính chúng ta được đức tin và đức mến kết hợp lên một. Chính ta là hiện thân của hội thánh sống đồng giữa trần gian để là dấu chỉ và chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa yêu thương hết mọi người. Lạy Chúa, nhờ Chúa mọi vật đã được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa biết yêu thương mọi người đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha, mà còn rủ lòng thương lấy xương xa bác ái, rửa họ sạch mọi tội lỗi và không ngừng dẫn đưa họ về với Đức Kitô cùng lãnh. Quả thế, vì lòng thương, Chúa đã quyết định những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì được cùng chết với Đức Kitô và được trỗi dậy trong sạch, trở nên chi thể của người và cùng người thừa kế phần thưởng đời đời. Vì vậy, xin Chúa ban phúc lành và thánh hóa để khi dạy nước này trên chúng con, trên các tường nhà thờ chúng con, trong đất thi đô, làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần, và xin cho chúng con cùng với mọi anh chị em cử hành các mầu nhiệm thánh trong nhà thờ này đáng được từ Jerusalem trên trời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã mừng cho hết thảy mọi người được nhận biết Chúa. Chúa lại mừng đón nhận tất cả hàng nước Chúa hiện trì. Xin đưa mắt vị cánh đồng truyền giáo bát tháng ba ca và cử nhiều tay thờ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài vui tạo. Nhờ đó từ các dân tộc trên khắp toàn cầu sẽ xuất hiện một dân nơi không ngừng phát triển, đó là toàn dân được lời Chúa quy tụ và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn của muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây là điều ông Isaiah, con ông Amos, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, quân mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rồi đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia Có, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Và từ Si-ôn thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Đức Chúa phán truyền: người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác lên liềm nên hải. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà ta có khởi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Đó là lời Chúa. Thank you.
và lòng tin và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng, làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép, đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaiah đã nói, lạy Đức Chúa, ai đã tin? Khi nghe chúng con giảng, ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ, tiếng các ngài đã dội khắp toàn cầu và thông điệp đang đi tới chân trời góc biển. Đó là lời Chúa. Và toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Hôm nay là ngày vui lớn của giáo hội chúng ta.
và chúng ta ứng dâng thánh lễ là chỉ giáo. Chúng ta vừa nghe các bài đọc, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người đem ơn cứu độ. Ngài là Thiên Chúa, Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài không là một mình. Ngài cần các tông đồ, các môn đệ, cụ thể là các linh mục và mỗi người chúng ta, để rao giảng tin mừng, đưa lời Chúa đến tận cùng trái đất. Chúng ta biết con người thì có hồn và xác. Tất cả những cái gì phát xuất ở ngoài thường là nó biểu lộ cái tâm hồn ở bên trong. Tất cả mọi cái hiện hiện bề ngoài đều nó là cái dấu chỉ, cái nội dung ở bên trong. Chính vậy hôm nay chúng ta là những người tín hữu, như Thánh Phaolô nói, chúng ta tin, nhưng chúng ta còn phải tin được trong lòng, trong trí khôn, yêu trong trái tim, và chúng ta thể hiện trong ngoài miệng là chúng ta tuyên xưng, có nghĩa là chúng ta yêu Chúa bằng cả con người, bằng trí khôn, bằng trái tim và bằng việc làm, không mọi hoàn cảnh, vì tất cả đều là ơn Chúa. Chúng ta không có chi cả, tất cả chúng ta có hay không là đều là bởi hồng ân Chúa. Đến chính bản thân chúng ta, linh hồn chúng ta, cuộc sống chúng ta cũng là hồng ân Chúa ban. Rồi chúng ta được những ngày hôm nay cũng là hồng ân Chúa ban, qua ông bà cha mẹ, qua cha xứ, qua những người thân bằng kiến thuộc, chúng ta mới trưởng thành hôm nay. Và cũng như hôm nay chúng ta dâng lễ thế này là nhờ ơn cha xứ, rồi ông bà tổ tiên, rồi ban hành giáo và các kỹ sư, các người đóng góp vào để xây dựng nên mọi đền thờ này. Đó là gì? Là hồng ân Chúa ban. Và vì vậy không phải hôm nay chúng ta mới tạ ơn, mà chúng ta hằng ngày thánh lễ nào cũng là thánh lễ tạ ơn. Nhưng hôm nay thánh lễ tạ ơn long trọng hơn, sốt sáng hơn, cộng đoàn hơn. Đấy. Chúng ta làm phép ngôi nhà thờ này để xin Chúa ngự giữa chúng ta. Như Chúa nói, ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó, nhưng mà Chúa là đấng linh thiêng, Thiên Chúa là đấng vô hình, cho nên đã sai con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình ở giữa chúng ta. Và chúng ta cũng thế, chúng ta tin tưởng thờ phụng Chúa vô hình trong biểu tượng Chúa thập giá. Đó là biểu hiện của tình yêu, tình yêu. Rồi chúng ta xây nhà thờ này, rồi chúng ta để mình thánh Chúa. Mình thánh Chúa là gì? Là máu thịt Chúa, là sự hiện diện Chúa. Và chúng ta tin đó là chính Chúa ở chúng ta. Chúng ta tin và chúng ta sống như thế. Và hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta nhìn trên cung thánh có giám mục, có mấy chục linh mục, rồi nhìn xuống có cả các nữ tu. Rồi chúng ta nhìn quanh ra, chúng ta thấy những người thân thuộc và những người quen, rồi những cái người mà chúng ta biết là không phải là trong họ chúng ta, nhưng mà đều là anh em trong Chúa. Và Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng chính mỗi người anh em là một đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta nhìn vào ngôi đền thờ, nhìn Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhìn lên cung thánh, nhìn sang xung quanh, rồi còn nhìn vào chính cái trái tim mình, vì mình cũng là đền thờ Chúa Thánh Thần đó. Và thân xác mình cũng là đền thờ. Và Chúa Giêsu nói mỗi người anh chị em chúng ta đây là một viên đá sống động xây dựng đền thánh Chúa. Rồi nói riêng ra mỗi người chúng ta là
một đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy từ xa đã nhìn thấy ngôi đền thờ của chúng ta, ngôi tháp cao gần 30 mét. Đấng vươn lên trên trời cao như là cái ngọn đuốc sáng, và đó là ánh sáng Chúa Kitô. Chúng ta thấy ánh sáng thì là xua trừ tối tăm, và tối tăm là nó thể hiện cái sự gì tầm thường và sự dữ. Nhưng mà ánh sáng đến thì ánh sáng đến đâu thì bóng tối lui đến đó. Và ngôi nhà thờ chúng ta vươn lên giữa sóng làng, giữa xã hội này như một cái ngọn đèn sáng, đó là ngọn đuốc Đức Kitô, đó là ánh sáng Chúa Kitô, là ánh sáng soi sự thật. Vì Chúa là chân thiện mỹ, chân sự thật, thiện là tốt lành, mỹ là đẹp. Và chúng ta cũng thế, chúng ta là những hình ảnh của Chúa, cho nên chúng ta nhìn quanh, chúng ta thấy chính chúng ta là những hình ảnh của Chúa Kitô, là chân thiện mỹ, là chúng ta luôn luôn chân thành, thật thà, và chúng ta tốt đẹp. Và nhìn vào chúng ta, người ta thấy không phải vẻ đẹp thánh thiên, không phải là chỉ cái duyên dáng ở trần thế này, mà là sự thánh thiện tỏa ra cho chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này để tự tạ ơn Thiên Chúa một cách đặc biệt, vì chúng ta có ngôi nhà chung như thế này. Như cha xứ nói là chỉ có hơn 180 người nhân danh ở nhà ít thôi, nhưng mà chỉ có số nhỏ như vậy mà xây một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ, cao giáo rộng rãi đẹp đẽ như thế này, là thể hiện cái lòng tin của chúng ta, lòng yêu mến của chúng ta, lòng tin tưởng của chúng ta. Mà khi đến đâu người ta nhìn thấy đền thờ và nhìn thánh giá thì biết là đây là thánh đường của người Công giáo. Và đã có thánh đường thì có người Công giáo, và có người Công giáo có là có hình ảnh Đức Kitô, có chân thiện, có mỹ, và để cho tất cả mọi người đều yêu mến đại ta qua những cuộc sống của chúng ta. Có điều là ngôi nhà thờ này vì bằng vật chất cho nên không di chuyển được, còn chính chúng ta là những ngôi thánh đường di động, là những ngọn đuốc. Và vì vậy chúng ta phải biết thánh hóa mình, trở nên ánh sáng Chúa Kitô, trở nên chân thiện mỹ, là thể hiện những cái phẩm tính của Thiên Chúa, của Đức Kitô, để đem Chúa đến cho tất cả mọi người chúng ta gặp trên đường đời, đến mỗi nơi chúng ta đặt chân, để khi nhìn thấy chúng ta thì người ta yêu mến chúng ta, và khi người ta yêu mến chúng ta thì người ta yêu mến cả cái đạo Công giáo của chúng ta, và khi yêu mến đạo của chúng ta thì chúng người ta cũng yêu mến Đức Giêsu Kitô là đấng sáng lập đạo, và khi đó người ta yêu mến Thiên Chúa là Cha nhân lành. Và vì vậy trong thánh lễ này chúng ta cũng ca đoàn, rồi cả đoàn kèn, chúng ta dâng lên Chúa lời ca hát để khiến mỗi người chúng ta thành một bức tranh đẹp để giới thiệu Thiên Chúa, để biến chúng ta mỗi người thành một bài thơ để nâng tâm hồn lên, và biến mỗi người chúng ta thành một bài ca tụng Thiên Chúa để đem Chúa đến cho người khác, và đem cả cái rung động, cả không gian này, trần thế này luôn luôn vui tươi. Và chúng ta nhớ một điều nữa, nhà thờ là nhà nơi ở, nhà thờ là thờ Thiên Chúa thì nói là thánh đường, là nơi có Chúa ngự, là thánh thiện. Chúng ta là những con người tin Chúa và có Chúa Thánh Thần ở trong lòng, cho nên Thánh Phaolô cũng gửi các tín hữu Ê-phê-sô là: tôi xin gửi lời chào các thánh ở Ê-phê-sô. Và hôm nay giáo hội cũng nói với chúng ta: xin chào các thánh của giáo xứ chúng ta trong
niềm vui mừng, niềm hân hoan, lời cảm tạ. Và xin cái niềm vui này sẽ kéo dài mãi trong đời chúng ta. Và sứ mệnh của chúng ta là sống lời Chúa, để chúng ta giống Chúa, và suốt cả đời chúng ta là một bức tranh đẹp, là một bài thơ, là một bài ca để ngợi khen Thiên Chúa và chia sẻ cho tất cả mọi người chúng ta trên đường, là hãy trở nên tin Chúa và là con cái của Thiên Chúa trong tình yêu thiên linh và tình yêu nhân linh. Amen. Chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa là Cha toàn năng, người đã tập hợp chúng ta nơi đây để làm phép dâng kính người ngôi nhà thờ mới này, xin người hiến đổi chúng ta thành đền thờ sống động để tôn vinh Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai đã đóng góp công sức vào việc xây dựng nhà thờ mới này luôn được Chúa củng cố trên đá tảng vững chắc là một thành của người. Chúng ta hãy cầu cho bàn thờ này
tập trung lời chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa trên tế đàn để chúng con dâng hy lễ của Đức Kitô trong nhiệm tích, và nên để bàn chúng con dâng bánh rượu sự sống và chén thiệt nhất, nên nguồn suối chảy ra cho chúng con dòng nước cứu độ muôn đời, để khi đến với Đức Kitô là đảm đá sống động, chúng con được lớn lên cùng người trở thành đền thánh, và trên bàn thờ tâm hồn chúng con dâng đời sống nỗ lực nên thánh của chúng con là hy lễ đẹp lòng Chúa và được Chúa chấp nhận để ca tụng vinh hoàng Chúa. Cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Thank you.
nhiên là công nhận để khi lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa Đại Cha toàn năng chấp nhận. Được nhờ người mà nhận biết Chúa là Thiên Chúa tình yêu và được cùng người dâng lên Chúa của lễ thiên tuyển duy nhất, người hằng sống và hiển trí muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thank you.
xứng đáng hầu gần Chúa tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và hầu đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong nước mình, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào cửa bình sanh tôn nhan Chúa. Chúng con phải xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Trang Lăng Đức Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và hoàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa. Là Cha con trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
dâng lên quý đồng và cộng đoàn tâm tình cảm tạ. Trước hết, giáo hội chúng con xin hiệp lòng cảm tạ Thiên Chúa vì báo ơn lành Chúa thương ban cho giáo hội chúng con qua mẹ giáo hội, qua quý ân nhân, qua sự quan tâm tinh thần vật chất của mọi thành phần dân Chúa để chúng con hoàn thành công trình nhà thờ cách an toàn tốt đẹp. Kế đến, chúng con thành kính tri ân Đức Tổng Du Xe, Đức Tổng đã không ngừng quan tâm, động viên và cho phép chúng con xây dựng ngôi nhà hòa này. Cách đặc biệt, chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha Lorenzo vì yêu thương chúng con, Đức Cha đã về ban thánh lễ tạ ơn, làm phép bàn thờ và nhà thờ cho giáo hội chúng con. Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha. Như nguồn, chúng con là những người được thừa kế một truyền thống đức tin. Hôm nay được hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, được gặp gỡ quý đấng, gặp gỡ nhau trong một ngôi thánh đường đẹp đẽ như thế này là do bao công phó của các đấng, các bậc. Nhân ngày hồng phúc này, chúng con xin được thắp nhắn hương lòng, bày tỏ tâm tình tưởng nhớ, biết ơn các đấng đã có công đặt nền móng xây dựng ngôi nhà đức tin cho giáo hội chúng con. Và chúng con tin các đấng luôn hiểu thông chuyển cầu trước tòa Chúa cho chúng con để công trình được khởi sự cho đến hoàn thành việc an toàn tốt đẹp. Giáo hội chúng con
trân trọng cảm ơn cha Quảng Hà và quý cha trong và ngoài giáo phận, quý cha Bản Hương. Cách riêng, chúng con có lời cảm ơn quý cha xứ, cha phó đã từng phục vụ giáo xứ, giáo phận chúng con đang hiện diện cũng như vắng mặt. Vì tình thương, quý cha không quản ngại xa xôi, vất vả đến dân thánh lễ và chung vui với giáo phận chúng con. Chúng con hết lòng tri ân và cảm tạ quý cha. Chúng con cũng có lời cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý hội đồng, mục vụ, các sư bạn, quý sư thầy, các nhà chùa, quý khách xa gần đã tới hiệp dân thánh lễ và chung chia niềm vui với giáo phận chúng con hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị chính quyền xã, thôn đã tới chúc mừng giáo hội chúng tôi hôm nay. Có được thành quả này trước hết là do sự đồng lòng góp nhân lực, vật lực của nhiều thành phần dân chúa trong cũng như ngoài giáo hội, sự dâng góp quảng đại và của quý ân nhân trong và ngoài giáo phận, các tổ chức, các gia đình, cá nhân. Chúng tôi có lời cảm ơn các bác, kỹ sư, các tổ thờ đã làm cho công trình nhà chúa được khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay. Để có thánh lễ xuất sắc này, chúng con xin cảm ơn sự nhiệt tình phục vụ của anh chị em gia đoàn trung đồng và vị trí hội cần đồng Bảo Long, hội chống y nam, các cháu lễ sinh. Sau cùng, toàn dân giáo họ chúng con muốn tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến cha quản sứ Quý Sơn. Khi về giáo xứ, cha nhìn thấy nhà thờ cấp 4 cũ kỹ, vườn đầy đội, cha đã cầu nguyện, động viên, khích lệ và con dân làng chung tay góp sức và chương trình đã hoàn thành trong niềm vui vô tận. Chúng con sẽ nhớ mãi ơn cha. Trọng kính đức cha, quý cộng đoàn, trong suốt quá trình gần 2 năm xây dựng, chúng con đã được nhận lãnh biết bao là phẩm ân. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, mặc dù chúng con đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều lỗi lầm. Kính xin đức cha, quý khách và đoàn rộng lòng được tha thứ. Để tỏ lòng tri ân, sau thánh lễ giáo họ chúng con kính mời quý cha, quý ân nhân, quý khách và hết mọi người tham dự thánh lễ hôm nay vui lòng ở lại chung vui với giáo họ chúng con trong cơm thân mật. Một lần nữa, chúng con xin thành kính tri ân và cảm tạ. Giáo họ chúng con xin được chọn tâm tình cảm đến tri ân đức cha trong bó hoa tươi thắm. Lễ xong quanh chị em đi bình an.